Xin chào quý vị và các bạn. Thuộc phía đông bắc của tỉnh Gia Lai, vườn quốc gia Con Ca Kinh nằm cách thành phố Pleiku khoảng 50 km, có diện tích gần 42.000 ha với những khu rừng nguyên sinh có thảm thực vật rừng đa dạng cùng nhiều loài cây quý hiếm như là pơ mu, chắc hay là kim giao và vô số những loài cây leo dài chằng chịt, cùng với đó là rất nhiều các loài động vật hoang dã. Đây là một trong 4 vườn quốc gia Việt Nam được Đông Nam Á công nhận là vườn di sản ASEAN. Đến với vườn quốc gia Con Ca Kinh, du khách có thể tham gia vào hành trình đi bộ xuyên rừng để khám phá những cây cổ thụ có độ tuổi lên đến hàng trăm năm. Ngoài ra, chúng ta có thể bắt gặp những chú vượn đen má, vọc trà vá chân xám đang kiếm ăn giữa các tán cây hay là nhiều loài thú và chim khác. Nếu may mắn thì du khách còn có thể bắt gặp loài khứu Con Ca Kinh được phát hiện trong vòng 30 năm trở lại đây, được xem là loài chim biểu tượng cho vườn quốc gia này. Không chỉ có hệ thống thực vật phong phú, đến đây du khách còn bất ngờ trước hệ thống sông, suối, thác gành tự nhiên tuyệt đẹp. Có gì thú vị hơn khi được đắm mình trong làn nước mát sau một hành trình băng rừng đầy thú vị? Và du khách cũng đừng quên khám phá những nét độc đáo trong văn hóa của những bản làng dân tộc thiểu số nằm ngay trong vườn đệm, vùng đệm của vườn quốc gia này. Thời tiết tại Gia Lai trong những ngày sắp tới hầu như không có mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, ban đêm và sáng sớm thì trời lạnh với biên độ nhiệt ngày đêm trong khoảng 17 đến 29 độ. Nhìn chung là thời tiết khá thuận lợi cho hành trình khám phá, tham quan vườn quốc gia Con Ca Kinh cũng như nhiều điểm đến thú vị khác tại Gia Lai. Không riêng gì Gia Lai mà với các tỉnh thành khác tại Tây Nguyên trong những ngày tới đều có thời tiết thuận lợi cho du lịch bởi ban ngày trời nắng dịu và đêm không mưa với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng 26 đến 29 độ. Sáng sớm và đêm thì trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất sẽ chỉ khoảng 16 đến 19 độ nên du khách cũng cần chuẩn bị đầy đủ các trang phục để giữ ấm trong suốt hành trình của mình. Với khu vực Bắc Bộ, áp cao lạnh đang tăng cường trở lại khiến cho thời tiết trong đêm nay và sáng mai sẽ còn nhiều mây, có mưa, mưa rào trên diện rộng. Một vài nơi thì có mưa vừa, mưa to và dông. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ. Vùng núi chỉ khoảng 8 đến 11 độ, vùng núi cao thì có nơi dưới 8 độ. Từ trưa mai trở đi, các tỉnh Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh nên mưa chỉ còn xảy ra vài nơi vào sáng sớm hoặc là chiều tối. Đến buổi trưa có lúc giảm mây, trời hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên một số nơi thì vẫn có tình trạng rét đậm. Do vậy du khách cũng nên lưu ý nếu có kế hoạch đến với khu vực này trong những ngày sắp tới. Không khí lạnh tăng cường cũng khiến cho thời tiết các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trong đêm nay và sáng mai. Từ chiều mai thì mưa giảm dần, hầu hết chỉ còn mưa nhỏ và đến ngày 23 tháng 1 thì tạnh ráo hẳn. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại cũng là đặc trưng nhiệt của các tỉnh này. Tiếp đến là các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến khu vực Bình Định. Từ nay đến hết ngày 22 tháng 1 sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80mm trong vòng 24 giờ, có nơi thì trên 100mm trong vòng 24 giờ. Thời tiết không thuận lợi cho du lịch và mọi hoạt động ngoài trời khác tại đây. Sang ngày 23-24 tháng 1 thì mưa có xu hướng giảm hơn, chỉ còn xuất hiện ở diện rải rác. Tuy nhiên vẫn có nơi có khả năng xuất hiện mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực này hầu như không vượt quá 27 độ. Với các tỉnh phía Nam, từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, thời tiết trong suốt 3 ngày tới chủ yếu là có mưa rào và dông vài nơi. Và nhiệt độ thì tương đối ổn định, cao nhất ngày trong khoảng 28 đến 31 độ. Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Khu vực Nam Bộ trong những ngày sắp tới, trời tiếp tục phổ biến là ngày nắng đẹp và đêm hầu như không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn khu vực này hầu như không quá 34 độ. Đêm khuya và sáng sớm trời hơi se lạnh với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 25 độ. Phía Bắc miền Đông thì trong ngày 22 và 23 tháng 1 có nơi nhiệt độ dưới 20 độ. Hy vọng với những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Còn sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.